Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Và hôm nay là ngày 25 tháng 10 năm 2020, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành làm video clip giới thiệu tới quý vị và các bạn mẫu sản phẩm, đó là bộ hoành phi câu đối. Đây cũng là một đơn đặt hàng tới từ khách hàng Hà Nam, đó là anh Hà Hải Đăng. Anh đã đặt một bộ hoành phi câu đối gỗ vụ tại cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay chúng tôi xong mộc, chúng tôi sẽ quay lại video clip một lượt gửi tới gia đình anh cũng như là tất cả quý khách hàng trên toàn quốc. Được biết là các sản phẩm chúng tôi liên tục cập nhật. Và bây giờ chúng ta cùng đi vào các cái đường nét chi tiết của bức hoành phi. Bức hoành phi này chúng tôi làm kích thước là dài 1m97, rộng 67. Bên trong chúng tôi chạm ba chữ là Đức Lưu Quang. Chúng ta chữ Nho thì đọc từ bên phải sang. Tôi xin nhắc lại là ba chữ là Đức Lưu Quang, và xen kẽ là chúng tôi đục tứ quý bốn mùa xuân hạ thu đông. Ván là ván dày 3 phân, khuôn tranh chúng tôi làm dày 7 phân. Và xung quanh chúng tôi có chạy các cái chữ công. Toàn bộ là chất liệu gỗ vụ Lào. Và theo như yêu cầu của gia đình anh là chúng tôi bỏ phần phụ đề phía dưới làm nguyên chữ Hán Nôm. Và câu đối này cũng là câu đối mẫu mới nhất của chúng tôi. Có kích thước dài 1m97, rộng 28, dày 4 phân. Bên trên chúng tôi chạm rơi rơi ngậm đồng tiền. Và phía dưới thì chúng tôi chạm lãng hoa quả đào. Câu đối bên phải chúng tôi chạm Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh. Bên trái chúng tôi chạm Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Toàn bộ chữ Hán Nôm, bỏ phụ đề tiếng Việt. Thì cùng một lúc song song với các cái mẫu không có phụ đề, chúng tôi có các cái mẫu có dịch phụ đề phía dưới cho quý khách dễ hình dung. Vì mẫu mã hoành phi câu đối rất là đa dạng, quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để cập nhật được các cái mẫu mã mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Chúng tôi làm thiết kế ra mẫu, vẽ mẫu, dáng câu đối hoành phi nhìn cũng rất là uyển chuyển và bắt mắt. Quý khách nên xem kỹ từ 1 tới 2 lần thì quý khách sẽ phân biệt được các cái điểm đặc biệt của cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành. Toàn bộ phần diềm này chúng tôi chạm vào tứ quý bốn mùa, xen kẽ là gấm hoa chanh. Và bên trên các cái đường cong này chúng tôi vẽ rất là uyển chuyển. Và chúng ta cùng nhìn lại toàn cảnh bộ hoành phi câu đối của gia đình anh Hà Hải Đăng, anh ở Hà Nam. Trong thời gian gần nhất chúng tôi sẽ bàn giao cho quý khách. Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và xem các video clip làm hoành phi câu đối của chúng tôi trên YouTube cũng như là fanpage Facebook Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách đã tin tưởng và tìm về tới cơ sở tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định để đặt hàng. Quý khách nào ở xa mà không về được, quý khách có thể đặt hàng online. Chúng tôi vẫn cứ nhận đặt hàng online trên 24 trên 24. Và video thì đang được quay trực tiếp tại cơ sở 6 đường Đồng Tâm, La Xuyên, Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định. Chúng tôi vẫn làm các dòng sập thờ, cuốn thư câu đối, hoành phi, các cái mẫu mã rất là đa dạng. Vì thế quý khách nên đăng ký kênh để cập nhật được các video mới nhất. Cảm ơn quý khách đã xem các video clip của chúng tôi. Quý khách nên xem ít nhất từ 1 tới 2 lần, quý khách có thể phân biệt được các cái điểm đặc biệt. Và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.